Nếu quý khách hàng theo dõi Sơn Đông từ lâu thì có lẽ sẽ không thể không biết là những mẫu bàn ăn tại nhà Sơn Đông đều đa dạng các loại mẫu mã, từ bàn ăn cổ điển, tân cổ điển hay là tới hiện đại. Sử dụng nguồn nguyên liệu chủ yếu cho mẫu bàn ăn này là dòng nguyên liệu nhóm 1 là gõ đỏ hay là hương đá, cẩm lai. Nhưng hiện tại là ngày nay thì Sơn Đông cho ra một số sản phẩm mặt bàn ăn kết hợp giữa dòng nguyên liệu nhóm 2 là gỗ căm xe và dòng nguyên liệu nhóm 1 là gỗ gò đỏ kết hợp với nhau. Là hai dòng gỗ này thì có lẽ là không xa lạ đối với quý khách hàng ha. Nếu mà kết hợp giữa hai dòng nguyên liệu căm xe và gò đỏ trong một bộ sản phẩm bàn ăn thì sẽ trông như thế nào? Mọi người hãy theo dõi hết video hôm nay để được giải đáp nhé. Trên thị trường nội thất gỗ tự nhiên, gỗ căm xe và gò đỏ rất được nhiều khách hàng ưa chuộng. Dù là gỗ căm xe là dòng gỗ nhóm 2 và gỗ gò đỏ là dòng gỗ nhóm 1, nhưng về đánh giá chung thì hai dòng gỗ này có độ cứng chắc và bền bỉ như nhau. Về màu sắc thì hai dòng gỗ này khá tương đồng, tuy nhiên thì về là gỗ tự nhiên thì cũng không giống nhau hoàn toàn, chúng có thể phân biệt được. Đầu tiên là màu sắc và vân gỗ. Gỗ căm xe là khung của cái viền bàn này, mọi người có thể thấy là lúc chưa đánh mình hay là sơn phủ thì có màu nâu đỏ nhạt, khi hoàn thiện thì có màu cánh gián non, càng sử dụng lâu dài thì càng đậm hơn. Vân gỗ căm xe thì rất ít hơn hoặc là chỉ những đường vân sọc dài xen kẽ với vân gỗ lâu năm. Còn gỗ đỏ thì là khung ở phía trong này, mọi người có thể thấy là có màu vàng tươi, sáng hơn là gỗ căm xe. Vân gỗ gỗ đỏ thì dạng lớn. Thứ hai là về đặc tính, gỗ đỏ hay căm xe bền hơn là câu hỏi mà quý khách hàng thường hỏi khi lựa chọn chất liệu gỗ làm nội thất. Tuy nhiên thì thực tế hai dòng gỗ này khá tương đồng với nhau, không mấy chênh lệch. Dòng gỗ gõ đỏ là dòng gỗ nhóm 1 và căm xe là dòng gỗ nhóm 2 trong bảng xếp hạng gỗ hiện nay của chúng ta. Chất lượng thì gõ đỏ có phần sẽ nhỉnh hơn là căm xe và cứng hơn là gỗ căm xe. Nhưng về tính chất chất lượng của hai dòng gỗ này thì có thể nói là về độ cứng chắc bền, hạn chế được mối mọt và công vân cao. Và gỗ căm xe gò đỏ thì có khả năng chịu lực và ẩm mốc tốt. Sử dụng dòng gỗ nhóm 1 hay là nhóm 2 thì quý khách hàng có thể an tâm sử dụng. Và tại sao bộ bàn ăn gỗ căm xe lại thường kết hợp là khung viền gỗ căm xe và mặt bàn mặt ghế là gỗ gò đỏ? Gỗ gò đỏ thì có vân đẹp hơn, nổi bật hơn, lại có màu sắc và khá tương đồng. Vì thế khi làm bộ bàn ăn gỗ căm xe, người ta thường ghép mặt bàn bằng gỗ gò đỏ để tăng thêm tính thẩm mỹ và giá trị của sản phẩm. Hơn nữa thì ván gỗ căm xe có kích thước không đồng đều nhau và kích thước của tấm gỗ là không phù hợp để làm mặt bàn ăn, trong khi đường kính của thân gỗ gò đỏ to có thể đáp ứng được kích thước này. Sự kết hợp giữa hai loại gỗ tự nhiên sẽ tạo nên nét độc đáo cho bộ bàn ăn trong gia đình. Trên thị trường hiện nay thì giá bán của gỗ gò đỏ thì sẽ cao hơn là gỗ căm xe. Chính vì thế khi kết hợp giữa hai dòng gỗ này trong một bộ bàn ăn sẽ giảm chi phí nguyên vật liệu. Thành phẩm đưa ra thị trường thì có mức giá bán sẽ rẻ hơn so với là loại là 100% là gỗ gò đỏ nhóm 1, phù hợp với đa số các khách hàng và chất lượng sản phẩm mang lại thì không kém cạnh. Và cuối cùng là lựa chọn cơ sở uy tín và chất lượng, tránh mua hàng kém chất lượng và hàng ba tạp. Sơn Đông tự hào là với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề sản xuất nội thất gỗ tự nhiên, sản xuất trực tiếp không qua trung gian với xưởng sản xuất gần 6.000 mét vuông ở cơ sở Đồng Nai và trải dài 3 chi nhánh là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tiền Giang. Sử dụng chính sách hậu mãi cho quý khách hàng là luôn luôn là tốt nhất, và công khai giá trên web là noithất.com để quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn và mua sản phẩm so sánh giá. Hiện tại thì tại Sơn Đông 783 kênh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân hiện tại đang trưng bày rất nhiều mẫu bàn ăn kết hợp giữa căm xe và gỗ gò đỏ với nhiều mức giá và mẫu mã khác nhau. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp showroom để được trải nghiệm sản phẩm hoặc có thể gọi ngay vào số hotline 0933207160 để được giải đáp và tư vấn. Và qua những chia sẻ vừa rồi, em hy vọng sẽ giúp ích được quý khách hàng trong việc hiểu thêm về sự tích hợp giữa hai dòng gỗ căm xe và gò đỏ. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm với hết video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.